nay mình với chú Văn với bạn Tin bắt đầu đi thăm bảy anh em ơi. Đến điểm rồi. Điểm này gửi tặng chú Văn cho em 80 kg vừa qua luôn. Ký nào? Hôm qua đó. Rồi, giờ mong bữa sáng ngày hôm nay sẽ vô mánh cái. Bây giờ chú Văn đã bắt đầu đi vô thăm trước rồi, mình với bạn Tin cũng vô thăm thôi. Này sáng đi cũng hơi nắng anh em à. Này cũng 7-8 giờ rồi. Thì sáng còn mấy đứa nhỏ ở nhà cho nó dậy xong nên mình đi trễ. Ra bạn Tin ra ngoài xe chờ chú Văn xem thôi. Thì ổng có thu hoạch được con nào không đây. À, 3 cái, 2 cái đã chết rồi. Qua cái lùm cây bên đó. Chết rồi anh em ơi. Có cái bẫy không. Đi thăm những chỗ khác. À, theo bản tin là chú Văn mở màn ở đây 3 cái trước quốc. Tới thăm cái bẫy của bạn Tin. Dính không bạn Tin? Hai ơi. Cũng không có luôn cả nhà ơi. Nè nè. Trời ơi còn nguyên con anh em ơi thôi. Rồi. Thật là vải trưởng. Cái đầu tiên chưa biết được. Cái tiếp theo. Gặp qua mưa lớn quá. Này rồi không có đủ mồi nhậu. Mưa lớn quá nó lúc nó nấp mưa hết rồi ở trong hang. Vịt đẻ anh em, quá trời, bây vịt đẻ của ta nuôi nè. Ghê thấy thủ. Bị đâu? Không nhớ rồi. Đâu vậy? Dính này chú Văn. Chú Văn được con chuột cơm lúc ở dưới kia rồi. Ôi nhím. Ôi. Ôi. Ồ, hay quá anh em ơi. Chú Văn 3 cái dính được 2 em. Cũng được rồi ha. Ừ, cũng quá im rồi. Một con cống sù, một con chuột cơm. Rồi, cái lúc mù bảnh luôn. Để coi cái của bạn Tin hay lụm không đây. Chặt ra thử con nhím không à. Ừ. Nhím quá trời bự luôn, cái đuôi nó bự tổ quá. Khè 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 khè. Lụm một em cống nhum đầu tiên với một em chuột cơm. Rồi cái tiếp theo của bạn Tin coi. Rồi bạn Tin qua bên đây, khu cỏ bên đây lụm một cái bẫy. Ô dính rồi anh em ơi. Dính rồi. Em rồi. Cơm. Bạn Tin đã lượm một em chuột cơm. Rồi nó tha cục rác nhìn từ xa tưởng đâu chuột cống nhum không chứ. Rồi. Thành quả 2 em chuột cơm, 1 em chuột cống nhum. Cái là... Ừ, bạn Tin còn một cái ở phía ngoài đây nữa. Cùng mới mới với ta. Mới gà. Ừ. Qua đâu có thấy rồi. Mới hôm rồi. Đặt lại đi. Qua mình đi về không thấy ta. Qua nó không đào mà, mới đào lại mà. Bạn Tin thăm 3 cái bẫy. 3 bẫy thằng đây. Thấy bạn Tin dính không biết là dính chuột gì đây, là mình coi coi. Ôi, 2 chuột cống nhum lứa hả Tin? Ôi, con bự con nhỏ. Con bự ở dưới lùm cỏ vậy hả? Bự này nè. À, quá trời bự luôn. Ôi, 2 con này cũng bự rồi. Cũng quá gì mà còn của chú Văn không gài 2 cái còn nguyên.
lại trên khúc đó còn mấy cái trên đó nữa. Đây lụm dài cửa cống nhùm nữa là ngon. Ôi dính rồi anh em ơi. Ôi ôi. Nó nằm rồi. Khò 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 luôn. Quá bự quá bự. Vậy hả? Hả trời, dấu nó cắn cỏ luôn rồi. Đây có không? Thấy tủ 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 cỏ đó. Vậy con cái à. Đây. Quá bự luôn bạn tin. Ôi ở ngoài kia mưa. Mình giúp đỡ nước mưa luôn bạn tin ơi. Nãy giờ được 2, 4, 5 hả? 5, 6 con chuột cống nhum bự rồi. Trời mưa quá. Tiếp tục đi thôi. Ôi ơi mưa. Thôi mình cũng chạy thôi núp mưa. Quá lớn rồi. Mình ghé con về nhà ông anh đây. Mình đục mưa. Mấy anh em mình đục mưa. Hồi qua đi gài mắt mưa này thăm cũng mắt mưa. Đây vô ngay lón trời bão tầm tã. Nãy giờ là sáu chuột cống nhum với 4 chuột cơm. Anh Tin đang ghẹo nó thỏ tay cho anh cắn đi anh Tin. Dính hình em ơi. Ôi nghe xèo 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 luôn. Ôi ui. Mà đã. Mình gài cái móc rồi cho chắc lại. Quá im. Qua đã ở đây chỗ này 3 cái. Còn bên đây 2 cái chú Văn lụm 2 con luôn chú Văn. Cho nó ngon không? Dính không? Mùi mùi ngon không? Con rồi. Rồi, có dính một con chuột cơm. Chú Văn dính một con chuột cơm. Tiếp tục, tiếp tục. Rồi. Lại thăm cái bẫy hôm qua bạn Tin đã ở đây cặp cái cầu cũ nè. Ôi. Ôi nó khè dữ vậy. Ôi ôi. Quá im luôn anh em ơi. Một em. Để nhận cái này lại cho. Cho này chắc cú. Rồi. Quá đã chú Văn. Im re luôn. Vô bên hướng trong cái cặp mé bờ đầm này coi. Khu này thấy im lắm. Chắc lụm nữa quá. Ôi lụm thiệt anh em ơi. Quá im. Cho nó uống nước luôn. Ôi cái này để con đầu trong con đầu ngoài luôn ha. Con đây với con bên đó. Một cặp luôn. Quá đã. Một cặp luôn. Một lứa nè. Anh em đó. Quá im. Rồi bỏ vô bỏ vô trong đây. Mình đi thăm những cái chỗ khác tiếp. Mát mát vậy. Quá trời nắng luôn rồi. Rồi vô điểm này. Nắng hả? Diễn viên chùa cống nhum bự rồi chú Văn nói thì phơi nắng quá nó xỉu. Chết luôn. Xỉu luôn rồi. Rồi về mặn ướp luôn.
con bự á chú Văn. Ôi ôi, bị tổ luôn. Quá trời bự luôn. Mà nó nắng quá nó rồi. Xỉu rồi. Rồi, giờ ra ngoài kia. Tàu tàu chạy quá đẹp. Kiếu và cố có một cái à, mới vô thăm nãy giờ lâu rồi ta. Giờ thăm tới đây trưa, anh Sưng cũng mới chạy xuống đi thăm chung với anh em nè. Trưa anh mới xong công việc, rồi anh đi với anh em mình tiếp tục đi thăm nè. Nhiều lắm, mười mười ta kéo giờ ít bớt rồi. Ta kéo bao cù quá. Ít đồ ba nhờ. Xin chào cả nhà, giờ hồi sáng giờ mình với chú Văn với bạn Tin, rồi trưa có anh Sưng xuống phụ thăm bảy với mấy anh em, giờ cũng đói rồi. Thăm xong rồi giờ trên đường về, mình cũng ghé đây nắng quá, nứt nắng rồi mới có con chuột nó đã lòng á, nó bị nắng trúng phơi nắng ngọt á, rồi mình nãy có thui lọc da mình ướp đây rồi, còn mấy con này trong đây. Nhưng giờ mấy anh em có kiếm mớ củi nướng ăn, nướng lửa than. Hồi nãy có hái mớ bần nữa. Rồi ăn rồi, nướng ăn rồi nghỉ mệt một xíu rồi mình về. Ngày mai sẽ bắt đầu đi chuyến đi thăm bẫy ở điểm khác. Ai mưa gió này khó kiếm củi quá mọi người. Anh Sưng đã kiếm được một mớ củi. Để giờ mình sẽ nướng đồ ăn. Ồ, có mấy cái măng này anh Sưng kiếm đâu hay vậy? À, rồi mình nướng luôn. Này dính cũng được 7-8 con chuột cống nhum ạ. Với 5-6 con chuột cơm. Hình như cũng được mười mấy con, cũng không trúng dữ, cũng được, nói chung cũng được. Sao mần hả? Ừ, em mần thêm vài con chuột cơm rồi mình nướng luôn ha. Quá nắng rồi. Tre là dễ cháy nhất. Anh Sưng đang nhóm lửa. Chú Văn đang ngồi nghiên cứu. Muốn ăn liền chợ không bắt đây. Bạn Tin mần thêm vài con nữa đây. Có. Trưa xong rồi. Chưa có ăn cơm rồi mình ghé mình mần nướng vài con luôn.
đang ở dưới Thượng Mỹ nè. mới lăn 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 dịp nữa không biết. Đéo trái. Bé kinh nha. Rồi vô đó sao kiếm. Không may nó lội đi ăn. Cho cái điện thoại dưới đây bây giờ nè. Thôi hơ nó luôn. Đóng mình quay. Lấy cái dao lại dao nữa. Nè đấy thêm mấy triệu về cho cái giá nhà kìa. Con nghĩ vậy rồi, kiếm phải kiếm chỗ bự nữa chứ. Ừ vậy kiếm lắm. Không mới bào cái giá mà đu đu bào được. Đâu kiếm đâu? Kiếm sao đo giữa cây này nè. Để cặp cặp đây cho teo đi. Cái này nữa nè. Đằng sau mà viêm vừa thôi. Đóng mẹ trứng xuống. Chờ trong bãi mình nướng mấy mấy con chuột làm món chuột nướng. Có đem theo cái hũ muối nữa. Cặp bờ xong rất là mát mẻ luôn. Tắt rồi, để tao nói tắt rồi. Đấy cho nó săn săn lại đây trở. Quay cái bàn này qua nè, quay cái đầu này qua. Quay trái cái đầu. Đó. Vô xô xô xích vô luôn. Tính nguyên con rồi á. Rút vô đi. Muối ăn vụt đâu rồi? Đó, trên rổ xe tôi á. Có đâu? Rớt luôn rồi. Có mà. Đâu mới ăn đó mà rớt cái vậy. Tôi dòng mới ăn đó. Có đâu?
đưa lật cái lưng qua y như tôi nãy vậy cho nó hứng nguyên cái á, nó màu đúng. Để tôi vũ nghe. Lấy tay mà rắc thánh rắc muối á tiền. Ui mày sẽ ăn. Thánh rắc muối con này chết rồi. Cho nó rút vô. Dạ đi mưa tới rồi. Mưa tới rồi. Cái này là đi gài chuột xong đói quá rồi. Bây giờ mình mần chuột mình nướng luôn nha mọi người. Đi qua anh Sơn. Vừa mới chưa chấm lên. Đi qua đây chưa. Rồi thánh cắt muối nó rắc nè. Nè chín chín đã không? Giống trò gà. Cháy quá. Rồi thôi đứng đó vui. Không có miếng nào không? Thôi được rồi. Không có đâu. Không miếng không được nó hồi cho nóng lắm. Mấy vòng đây không có cây chuối gì ta. Đéo chín á. Để chú Giang chặt mấy. Mấy đỏ lá. Nóng như lắm. Chặt mấy đỏ lá vừa nữa này mình ship mình bày ra. Rảnh quá đồ xe là còn cái đồ lụm mè nữa. Chuột nướng. Chuột nướng quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Chưa. Ăn cái vàng xạo chưa em? Chưa. Ngon cực kỳ luôn á, tao đã ăn rồi nè. Xèo 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 luôn à. Chín 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 luôn. Trời ơi nó mưa không, nó mưa nè, nó mưa qua. Mưa đâu? Đâu. Giống không mưa đâu lắm. Ngồi chứ không chín ngon. Lửa than dữ lắm. Dòm nó vậy thôi chứ. Ừ, quá trời lửa than mà. Mất có lý ta. Nó quạt có lý nhà anh Sơn cũng có trả lời anh Sơn. Quay quay luôn á tin. Bảy ăn được rồi hả? Cho cái đầu á, chủ yếu cái đầu á chứ. Xác xuống luôn tiền. Xác xuống khét nghẹt á. Có lý quá. Ủa. Chắc không kịp ăn nữa. Nói dục cái gan vô tội, gan chín gì không chín, cái gan cũng khó. Xôi rồi kìa. Đi qua mấy trên gió nè. Thế giờ cũng được rồi. Trời đang chuyển mưa. Kéo mây đen luôn. Rồi ụt ụt rồi. Xèo 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 mở luôn. Nó dụng đó mà. Ừ, nó xèo xèo. Đây cậu á. Xong lấy cái con lá đó. Ủa, nóng. Không được. Thấy nó á. Nhìn thấy kìa, kẹp lấy giùm. Đây. Không được. Từ bên. Túm lên vậy luôn rồi đó. Túm về luôn anh Sưng ơi. Rồi nóng ghê trời. Rồi cầm cái này còn nóng mà. Thơm quá. Quá chọt cái lỗ này. Rồi. Quá im. Bung rỡ ra gì rồi
Đang chín rồi. Đi tin chặt cái thái làm đôi, đi tin sắp lại để nó thì. Mẹ biết đủ tới than không rồi. Đủ. Rồi trước. Cơm cơm nó than lại. Cơm ngại mai ngày mới chụp hả? Cơm mấy cục nó vô rồi. Nãy giờ anh Sưng với bạn Tin nướng gần chín rồi cả nhà ơi. Chín rồi bỏ đi vậy. Ừ, dọn ra nãy cũng hái được mấy cái bần với mấy cái mục măng nè. Anh Sưng nướng luôn, giờ mình tách ra rồi dọn ra ăn xong rồi về. Trời mưa quá, chuyển mưa đen trời luôn rồi. Nay không có đem theo không có chuẩn bị theo nước mắt quê hương, phải có là làm dài chung là im luôn. Để dịp sau mình chuẩn bị cầm theo chai trà xanh là được rồi. Lật bài kia cái nữa là chắc được ạ. Ở đây là luôn Tin ơi. Được quá. Muối đâu rồi? Đây thành phẩm. Rồi vừa mưa rớt luôn. Bỏ ra luôn. Nướng muối ớt. Muối ớt muối Tây Ninh. Chín rồi nè mọi người. Mời mời cả nhà đi. 1 tiếng đồng hồ. Ai có mặt ở đây mà giờ vô vẽ với con cháu miếng mấy ông đi vô xa chứ lại mấy ông. Mời hết nha mấy ông. Mời hết nha, có muối ra. Có gì dùng nấy nha mấy ông. Ầm tới rồi, anh em đến nhanh rút gọn. Rồi mời cả nhà dùng với mình cái miếng đùi chuột nướng nha. Vô đi bạn Tin. Ừ, ngon quá nhà. Này mà có vài lon ướp lạnh nữa thôi còn gì bằng nữa. Rồi, dùng với anh Sưng, cả nhà. Vô. Văn dùng đi, anh Sưng dùng đi. Đấy. Ừ, ăn được này đó. Ôi, ông biết ăn đâu. Hả? Cơm mà. Mọi người. Quá ngọt. Mày quá giòn. Mời cái nhà hết. Rồi nướng măng nướng ha. Có măng mà. Quá ngon. Ừ, để cho cái đùi á. À, ơi. Quá đã cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng thưởng thức với chú Văn với ba anh em mình nha. Cái đùi chua quá đã. Ngọt dữ. Nó ngon. Nga. Măng nước. Mày hứa chanh ha. Mình giữa đồng mà. Lấy này thế. Đúng rồi, đi đói bụng quá. Nên mình giá em nướng ăn. Hơi hơi à. Nó cũng đoạn nó ngon à. Rất là ngọt. Cái súng này không đắng mà. Cái nước. Mẹ nhà ăn mấy miếng ăn nè. Nướng nghe cạp à, nướng nhà đồ cạp à, ngon đủ ba mục luôn đó. Trời ơi nè. Nó ba mục luôn mà.
Thấy không? Thấy không? Thấy không? Đây. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Đây nha. Mì xíu. Qua đây chút cắm. Ăn ha. Miếng măng này. Mời cả nhà cùng thưởng thức luôn. Cúc này cũng ngon á. Ừ. Ăn ăn nha anh Sưng. Ừ. Ngon. Mấy anh này mưa tới. Ừ, nhẫn nhẫn ngon. Quá trời kiếm mưa tới rồi cả nhà ơi. Còn cũng luôn à. Thôi trời. Giờ trước sau mất mưa. Mắm mưa chắc luôn rồi đó. Giờ tranh thủ mình ăn xong rồi mình dọn. Mì cái nhà ấy. Mì cái nhà đâu rồi. Ừ. Mưa tới cái nhà. Mưa tới tranh thủ lúc các bạn ơi. Rồi hẹn gặp cả nhà trong video tiếp theo. Rồi xin chào. Tới luôn. Tới dữ lắm à.